Người yêu từ tiền kiếp tìm gặp lại bạn Để giúp đỡ bạn Con người có linh hồn bất tử Có nghĩa là tồn tại vĩnh viễn Tất cả chúng ta đều có vai trò Mục đích và số phận Và nếu nó không đạt được và hoàn thành trong một đời Thì nó sẽ được làm đi làm lại nhiều lần Trong nhiều cuộc sống Cho đến khi nó cuối cùng được hoàn thành và điều đó đặc biệt đúng với tình yêu và các mối quan hệ. Nếu một tình yêu không được viên mãn trong kiếp trước, kiếp này trong hiện tại, bạn gặp lại người bạn đời trong quá khứ của mình để đạt được điều mà cả hai đều định chinh phục trong cuộc sống. Thì người này trong cuộc sống hiện tại của bạn có thể là ai đó mà bạn gặp. Mỗi giai đoạn hóa thân là một biểu hiện và trải nghiệm cá nhân về sự tồn tại của linh hồn khi bạn gặp một người mà bạn biết từ kiếp trước đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác và việc gặp gỡ một người có cùng đặc điểm của một người mà bạn đã gặp trong tiền kiếp sẽ ngay lập tức khiến bạn cảm thấy gắn kết với quá khứ gặp gỡ một người yêu từ kiếp trước được gọi là một mối quan hệ lặp lại có thể có rất nhiều điểm chung và thậm chí một dòng ký ức bất chợt có thể khiến bạn cảm thấy vui hoặc thậm chí buồn bạn đã gặp ai đó mà bạn dường như đã biết hay chưa có thể những cử chỉ hàng ngày của họ rất quen thuộc hoặc có thể bạn không thể lai chuyển cảm giác rằng bạn có một ký ức cụ thể về người đó có rất nhiều cách để biết rằng người này là người yêu của tiền kiếp và có thể ở đây để giúp bạn tìm lại tình yêu trong quá khứ có thể cảm thấy mãnh liệt theo cả cách tốt và xấu vì vậy bạn nên xác định những dấu hiệu mà bạn đã thực sự gặp trước khi tiếp tục thông thường những tình yêu trong quá khứ quay trở lại cuộc sống của bạn có nghĩa là họ ở đây để dạy cho bạn một bài học mà bạn vẫn chưa học xong có lẽ họ đã bắt đầu quá trình trong tiền kiếp của bạn và không bao giờ có cơ hội hoàn thành bạn cũng có thể cần nhiều cuộc gặp gỡ với người này để rút ra bài học cho dù thế nào đi chăng nữa người này sẽ ở bên bạn vào thời điểm này vậy thì làm sao bạn biết sau đây là những dấu hiệu đáng chú ý thứ nhất bạn cảm thấy kết nối tức thì sau khi bạn gặp ai đó có thể là bạn đời trong quá khứ bạn có thể cảm thấy một sự kết nối mãnh liệt và tức thì bạn không thể giải thích điều đó nhưng bạn được thu hút bởi người này và chia sẻ mối ràng buộc mà có thể bạn không hiểu mối liên kết này cũng tạo cảm giác mạnh mẽ giao tiếp và cảm xúc dễ dàng điều thứ hai bạn có thể đoán trước được chuyển động của người này người bạn đời trong quá khứ là người mà bạn đã quen biết thân thiết trong kiếp trước vì vậy những cử chỉ thói quen và suy nghĩ của người ấy đều quen thuộc với bạn ban đầu bạn có thể không nhận ra nhưng bạn gần như có thể đoán trước được những lời nói hoặc hành động tiếp theo của người ấy. Cảm xúc cũng được chia sẻ bởi người ấy của bạn và thường thì bạn thậm chí không cần phải nói bất cứ điều gì và người ấy biết bạn cảm thấy gì. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng bạn đã từng là người yêu của nhau trong tiền kiếp. Điều thứ ba, bạn cảm thấy có sự kết nối xuyên suốt khoảng cách và thời gian. Thông thường khi xa người mình yêu, bạn có thể cảm thấy trống trải nhất định nó có thể cảm thấy như có một lỗ hổng lớn trong cuộc sống của bạn và có thể là tâm hồn bạn đó không phải là trường hợp của một người yêu từ kiếp trước bạn cảm thấy có mối liên hệ với người ấy cho dù người ấy đang ở đâu hay đang làm gì người ấy có thể ở một thành phố hoặc quốc gia khác mà bạn vẫn cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ như khi ở chung một phòng điều thứ tư bạn có cảm giác như ở nhà khi ở bên nhau bất kể bạn đi đâu với nhau bạn có một cảm giác sâu sắc như được trở về nhà với người ấy bạn không cần phải sống ở cùng một nơi hoặc thậm chí có một ngôi nhà cùng nhau nhưng bạn có cảm giác được ở nhà khi bạn ở cùng với người ấy bạn cũng cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở bên người ấy người ấy chấp nhận tất cả những điều kỳ quặc và thói quen nhỏ của bạn và không bao giờ phán xét để bạn có thể là chính mình cho dù thế nào đi nữa. Điều thứ năm, bạn có những kỷ niệm cùng nhau. Bạn có cảm thấy một kết nối dường như vượt qua không gian và thời gian hay không? Nếu vậy, bạn có thể là người yêu từ kiếp trước của nhau. Những kỷ niệm được chia sẻ là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng mỗi liên hệ từ kiếp trước của cả hai, đặc biệt là khi bạn nhớ chính xác những điều tương tự có thể cả hai đều nhớ đã cùng nhau tham dự một sự kiện trong kiếp trước hoặc một chuyến du lịch nơi hai người gặp nhau lần đầu tất cả những kỷ niệm này từ những kinh nghiệm trong quá khứ không phải ai cũng có thể nhớ rõ ràng các sự kiện từ kiếp trước may mắn là có những chỉ số khác nhau cho thấy bạn đã chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống trước đây với người bạn đời của mình ký ức vô thức là những ký ức từ kiếp trước của bạn từ bộc lộ ra ngoài theo những cách tinh tế một ví dụ cụ thể là bạn không thích điều gì đó trong cuộc sống hiện tại và không có cơ sở phản ứng này đến từ một kinh nghiệm trong tiền kiếp nếu cả bạn và người ấy của bạn đều có cùng sự thù hận không thể giải thích được đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã chia sẻ một khoảnh khắc liên quan đến điều đó trong tiền kiếp phản ứng không giải thích được với người lạ một manh mối khác cho thấy rằng bạn và người ấy quen nhau trong một khoảng thời gian khác là liệu bạn có cùng cảm giác tức thì về cùng một người hay không khi cả hai cùng gặp một người và đều thích hoặc không thích họ điều này có nghĩa là cả hai đã cùng có những trải nghiệm với người này trong kiếp trước mất trí nhớ hoàn toàn về tiền kiếp là điều hoàn toàn bình thường đối với hầu hết mọi người tuy nhiên những cảm xúc từ cuộc sống khác của bạn vẫn tồn tại cho dù thế nào đi nữa nếu bạn có cùng cảm xúc với người ấy của mình về một sự kiện, có khả năng đó là phản ứng cảm xúc đối với một kỷ niệm mà bạn không thể nhớ lại. Điều thứ sáu, bạn không gặp vấn đề gì khi chia sẻ mọi thứ. Điều tự nhiên là từ từ làm quen với một người mới và dần dần chia sẻ về bản thân bạn, nhưng đó không phải là trường hợp đối với người yêu từ kiếp trước của bạn. Hầu như ngay từ đầu Cả hai bạn chia sẻ bất cứ thứ gì và mọi thứ với nhau. Cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện và mọi thứ khác có thể tuôn trào như một đài phun nước giữa hai bạn ngay từ khi bắt đầu. Bạn không cố giấu người ấy bất cứ điều gì và bạn háo hức chờ đợi khi bạn có thể chia sẻ mọi thứ với người ấy của mình. Điều thứ bảy, khi bạn quen một người, bạn sẽ mất thời gian để mở lòng với họ. Đó là điều gì đó thường xảy ra dần dần và tự nhiên tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra khi bạn tìm thấy một tình yêu mà bạn đã biết ở kiếp trước những suy nghĩ câu chuyện cảm xúc và mọi thứ khác sẽ tuôn trào trong bạn như một dòng thác ngay khi bạn gặp người ấy lần đầu tiên khi ở bên người ấy bạn hoàn toàn quên đi thời gian nói chuyện với người ấy đơn giản đến mức bạn gần như quên mất thực tế khi bạn lần đầu tiên gặp người yêu từ kiếp trước của mình cảm xúc của bạn sẽ quay cuồng một hỗn hợp của sự phấn khích nhưng bình tĩnh sẽ đến với bạn trong lần tương tác đầu tiên nó đến nhanh mạnh và thay đổi cuộc sống cảm xúc của bạn xung quanh người ấy sẽ luôn mãnh liệt và sâu sắc với những cảm xúc này bạn sẽ không bao giờ muốn để người ấy ra đi bạn có kết nối tâm linh sâu sắc kết nối tiền kiếp một thành phần chính của hẹn hò là kết nối vật lý tuy nhiên khi linh hồn của bạn Gặp một linh hồn khác mà nó quen thuộc, nó sẽ đi sâu hơn nhiều so với bề mặt. Bạn sẽ thấy rằng, bạn có cùng quan điểm về mặt tinh thần, tâm hồn và cảm xúc. Dù hai người có nói chuyện hàng giờ đồng hồ hay không, thì các bạn hoàn toàn hiểu nhau ở mọi cấp độ. Người ấy làm cho bạn cảm thấy giống như chính mình hơn. Người ấy sẽ giúp bạn nhận ra những điều về bản thân mình, vượt dậy tinh thần và khiến bạn cảm thấy tràn đầy sức sống. Thời gian của bạn với người ấy sẽ giúp bạn cảm thấy và trở thành một người tốt hơn mỗi linh hồn đang có một cuộc hành trình riêng nhưng có một số lại gắn bó với nhau qua mỗi kiếp người trong khi bạn có những bài học của riêng mình để học và những khoảnh khắc khác để chia sẻ với người khác bạn sẽ gặp những linh hồn khác từ kiếp trước giúp bạn trên đường đi gặp lại người yêu trong tiền kiếp là một sự kiện rất đẹp và rất mạnh mẽ trong cuộc đời bạn mỗi người trong chúng ta đều đang trong một cuộc hành trình và mỗi chúng ta đều có những điều cần học hỏi và chia sẻ với những người xung quanh. Sự tái sinh cho phép chúng ta có thời gian để học những bài học đó và giúp những người khác học bài học của họ trên đường đi. Một người yêu từ kiếp trước có thể đi ngang qua con đường của bạn và giúp hướng dẫn bạn trên con đường của mình. Khi tình yêu trong quá khứ quay trở lại cuộc sống của bạn, có nghĩa là người ấy ở đây để dạy cho bạn một bài học mà bạn vẫn chưa học xong. Nếu bạn có thể nhận ra các dấu hiệu, bạn có thể tận dụng tối đa trải nghiệm của mình và thúc đẩy con đường của bạn. Người yêu từ kiếp trước giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại